một cái bài đó là tiếp cận dinh dưỡng điều trị cho bệnh nhân nặng, thì đâu đó cũng có chen vào những cái guideline mới của bệnh nhân COVID, trong điều trị bệnh nhân COVID. Thì trong vấn đề hôm nay chúng ta sẽ làm với nhau ba nội dung. Thứ nhất vẫn là sàng lọc và đánh giá dinh dưỡng bệnh nhân nặng ra sao, bệnh nhân hồi sức có câu chuyện của bệnh nhân hồi sức. Thứ hai là xác định nhu cầu dinh dưỡng bệnh nhân nặng như thế nào, và thứ ba là can thiệp dinh dưỡng thế nào để cho hợp lý hoặc là tối ưu. Thì nội dung đầu tiên đó là sàng lọc nguy cơ dinh dưỡng. Thì kính thưa các anh chị, thật sự cái guideline mới 2018 của dinh dưỡng lâm sàng châu Âu là ESPEN, European Society, thật sự đâu đó guideline này nó có cái hay, nhưng đâu đó có một vài cái tôi ghét dữ lắm. Đặc biệt tôi ghét cái câu này nhất. Cái câu này nó có cái hay của nó, nhưng bản thân tiến sĩ Tâm là một người cũng quan tâm về học thuật, cho nên nó đâu đó là nó sàng sàng trong cái guideline này. Thì ở đây các anh chị thấy là how to screen sẽ sàng lọc, tức là sàng lọc nguy cơ suy dinh dưỡng trong quá trình nằm viện bệnh nhân hồi sức như thế nào. Thì câu trả lời là statement one, đó là cái câu phát ngôn đầu tiên, đó là gì? Mỗi bệnh nhân nặng mà nằm trong ICU trên 48 tiếng thì nên được xem xét đều có nguy cơ suy dinh dưỡng. Thì câu đó đúng, đúng không ạ? Tại vì nếu mà chúng ta sàng lọc nguy cơ dinh dưỡng mà bằng NRS thì tất cả bệnh nhân vào hồi sức là NRS, là Nutrition Risk Screening, là sàng lọc nguy cơ dinh dưỡng đều lớn bằng 3 điểm hết. Thì như vậy tất cả bệnh nhân vào hồi sức nhưng mà phải nằm trên 48 tiếng thì các nhà hồi sức đều phải quan tâm là tất cả những bệnh nhân này khi nằm hồi sức sẽ có nguy cơ suy dinh dưỡng. Vấn đề thứ hai là medical nutrition therapy là điều trị dinh dưỡng y khoa, nên được xem xét cho tất cả bệnh nhân nằm trong hồi sức và chủ yếu những bệnh nhân nằm trên 48 tiếng. Như vậy guideline này để cảnh báo cho các nhà hồi sức ngồi đây, các anh chị làm trong các khoa nội mà có bệnh nhân nằm trong bốc nặng hay bốc cấp cứu thì tất cả những bệnh nhân này đều phải được xem là có nguy cơ suy dinh dưỡng và đều phải được điều trị dinh dưỡng. Nhưng cái câu chuyện này á được đưa ra, và ESPEN Guideline là có một cái câu nữa. Tuy nhiên chưa cho đến nay chưa có một cái công cụ nào có giá trị chính xác trong sàng lọc nguy cơ suy dinh dưỡng bệnh nhân, và chúng tôi vẫn bỏ ngỏ, cho nên tất cả đều xem nguy cơ như nhau. Và Mỹ thì lại khuyến nghị trước đó là nguy cơ suy dinh dưỡng sẽ phải sàng lọc bằng công cụ NRS 2002 hoặc là điểm Nutri-Score. Và khi sàng lọc ra thì sẽ phân cấp được. Châu Âu mới 2018 nói là tất cả đều có nguy cơ suy dinh dưỡng. Nhưng đối với sàng lọc nguy cơ bằng NRS, NRS 202 hoặc Nutri-Score, các anh chị sẽ phân tầng ra bệnh nhân nào là nguy cơ dinh dưỡng thấp hay bệnh nhân nào là nguy cơ dinh dưỡng cao. Và bệnh nhân có nguy cơ dinh dưỡng cao mà chúng ta intensive, đó là aggressive nutrition therapy, là điều trị dinh dưỡng tích cực, sẽ đem lại cái lợi ích cho bệnh nhân hồi sức. Đó là Mỹ khẳng định năm 2016. Nhưng anh chàng châu Âu 2018 gần như coi bệnh nhân là sàng sàng như nhau hết. Và câu chuyện giữa Mỹ và châu Âu đang cãi nhau như vậy, thì cha đẻ đó là thầy James Corrup làm nhà đưa ra cái công cụ NRS dựa vào 258 nghiên cứu đối chứng ngẫu nhiên và xây dựng được cái thang điểm của NRS, và thầy mới đứng ra nói à, sàng lọc nguy cơ suy dưỡng là để làm cái gì? Mục đích của sàng lọc nguy cơ suy dưỡng là để xác định bệnh nhân nào sẽ được lợi từ việc hỗ trợ dinh dưỡng. Như vậy đối với các anh chị làm lâm sàng, các anh chị sàng 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 bệnh nhân, các anh chị những bệnh nhân không có nguy cơ để hoàn bền. Bệnh nhân có nguy cơ là những bệnh nhân nếu chúng ta quan tâm dinh dưỡng, chúng ta điều trị dinh dưỡng bài bản thì chúng ta sẽ đem được cái lợi để cải thiện lâm sàng. Và vấn đề là the concept of, đó là cái khái niệm về nguy cơ dinh dưỡng. Do đó khái niệm về nguy cơ dinh dưỡng cũng không có nghĩa là liên quan tới nguy cơ của chẩn đoán suy dưỡng, và cũng không có nghĩa là nó sẽ phát triển thành suy dưỡng, mà nếu can thiệp dinh dưỡng sớm thì sẽ đem lại cái lợi, đó là đem lại cái lợi về lâm sàng cho bệnh nhân. Như vậy khẳng định các anh chị, cả bệnh nhân hồi sức chúng ta phải cần sàng lọc bằng NRS 202 hoặc điểm Nutri-Score. Nếu lớn hơn bằng 5 điểm là bệnh nhân có nguy cơ dinh dưỡng cao và cần can thiệp dinh dưỡng tích cực.
Như vậy nếu châu Âu nói 208 là như nhau hết, chúng ta phải cần phân tầng. Tại vì sao? Tại vì đối với hồi sức ở các nước tiên tiến thì tôi cũng đã có đi visit vài lần rồi. Bóc hồi sức của họ là một bệnh nhân nằm trong một phòng hoặc một bệnh nhân nằm hai bệnh nhân nằm trong một phòng và có điều dưỡng túc trực mỗi bệnh nhân, mỗi phòng là có một điều dưỡng và bác sĩ quan tâm và có thiết chế dinh dưỡng. Như vậy, đối với Việt Nam của mình, đặc biệt các bệnh viện quá tải như bệnh viện Chợ Rẫy hay là có thể bệnh viện ở đây của các anh chị cũng quá tải hay các bệnh viện tuyến hạng 1 và hạng trung ương. Nếu đều sàn như nhau hết làm sao làm nổi? Làm sao làm nổi hợp tác với dinh dưỡng mà phải phân tầng có nguy cơ thấp hay nguy cơ cao? Cho nên chúng ta vẫn phải áp dụng sàng lọc nguy cơ dinh dưỡng ở bệnh nhân ICU thì các anh chị vẫn dùng NRS 202 hoặc điểm Nutri-Score. Và đánh giá dinh dưỡng sẽ như thế nào? Đây cái này các anh chị thấy rồi, đó là suy dinh dưỡng là yếu tố liên quan độc lập với kết cục kém bệnh nhân ICU. Cái này rõ ràng rất nhiều bằng chứng. Và các anh chị thấy như vậy, bệnh nhân đã sàng lọc nguy cơ và đánh giá dinh dưỡng. Thì ở đây các anh chị thấy một cái hình, cái cô rất là đẹp. Tình trạng dưỡng ngon mà. Ngon. Đúng không ạ? Có chiều cao, có điện, có nước, vân vân, rất đẹp. Tuy nhiên, có chắc tình trạng dinh dưỡng ngon không? Chưa chắc. Chiều cao đẹp, vòng ngực, vòng eo, vòng mông, vòng cổ tay vân vân, đó là những cái chỉ số ban đầu về nhân trắc. Đúng không ạ? Nhưng để đánh giá tình trạng dinh dưỡng, liệu cô này là cơ cũ nhiều hay là mỡ cũ nhiều? Cơ ngoại vi, mỡ ngoại vi liên quan tới vòng bụng thon, vậy liệu mỡ trong bụng, mỡ tạng có bình thường không? Chưa chắc. Cô này có chắc cái khối cơ, sức cơ cổ tốt hay không về tình trạng dưỡng? Chưa chắc. Đúng không ạ? Mật độ xương có ngon hay không? Chưa chắc. Thậm chí mọi cái bình thường hết, nhưng một số nồng độ trong máu liên quan dinh dưỡng có bình thường hay không cũng chưa chắc. Như vậy, để nói cho các anh chị đánh giá tình trạng dinh dưỡng bệnh nhân, đánh giá tình trạng dinh dưỡng một người là phải đánh giá tổng thể. Nhưng khuyến nghị dinh dưỡng lâm sàng châu Âu năm 2018 mới đây kêu mình đánh giá tình trạng dinh dưỡng sẽ như thế nào? Hãy quan tâm tới suy dinh dưỡng và suy mòn cơ. Cái đó rõ ràng rồi. Bệnh nhân đã vào hồi sức, không vận động, rồi liên quan tới tình trạng bệnh nặng, stress vân vân. Thì suy mòn cơ là phổ biến ở bệnh nhân ICU do ảnh hưởng bởi các hormone dị hóa. Nói cái stress không, một số hormone dị hóa nó đã tiết ra rồi. Ví dụ như cortisol liên quan tới vấn đề là glucagon, rồi liên quan tới những cái catecholamine, những cái chất dẫn truyền thần kinh, những cái đáp ứng về thần kinh, thì nó sẽ làm cho vấn đề dị hóa. Cái thứ hai là sự mất cân bằng giữa việc cung cấp và cái vấn đề là nhu cầu dinh dưỡng bệnh nhân gia tăng. Tuy nhiên họ khuyến nghị hãy xác định bằng siêu âm, bằng CT scan và đo trợ kháng. Đó, thì như vậy rất khó cho các anh chị để các anh chị đánh giá như thế nào là suy dưỡng và suy mòn cơ ở bệnh nhân ICU. Thì với cái việc mà đánh giá dinh dưỡng một cách tổng thể thì các anh chị phải làm như thế này trên người bình thường và cả bệnh nhân ICU trong mức có thể. Lát tôi sẽ có những cái slide kế tiếp. Như vậy, nếu các anh chị dùng BMI, các anh chị dùng SGA là các anh chị đang đánh giá một cách tổng thể của tình trạng dinh dưỡng. Nhưng các anh chị phải đo thêm, ví dụ như ở đây có anh chị nào tập gym không? Có anh nào muốn 6 múi không? Giờ thanh niên hay đòi 6 múi đúng không ạ? Nhưng đến tuổi nào đó nó tập lộn, tại ra còn có 1 múi à. Thì như vậy, để coi cơ như thế nào, mỡ như thế nào, khối nạc như thế nào, khối xương ra sao, nồng độ các chất, thì coi cái đó là các anh chị đang đo thành phần cơ thể, là body composition. Nhưng thành phần cơ thể có bình thường, tổng thể có bình thường, nhưng chưa chắc chức năng liên quan tới dinh dưỡng đã bình thường. Ví dụ, chức sức cơ của người đó có tốt hay không? Người ta có thể đo bằng cái sức co bóp cơ bàn tay, đo liên quan tới sức cơ chân, liên quan sức cơ hô hấp vân vân, hoặc là nó kêu là physical performance, đánh giá bệnh nhân lão khoa, bắt đi trong 4 mét. Gây speed đi trong 4 mét trong vòng bao lâu, người ta đánh giá để người ta đánh giá được khối cơ và sức cơ biểu hiện thể chất trong cái hội chứng là sarcopenia, hội chứng suy giảm khối cơ.
Rồi chức năng ảnh hưởng đến dinh dưỡng liên quan đến ví dụ như chức năng miễn dịch. Đó là số lượng tế bào lympho mà số lượng tuyệt đối, chứ chúng ta không dùng con số phần trăm. Lâm sàng các anh chị thấy những bệnh nhân nhiễm khuẩn bạch cầu có thể 20 mấy ngàn, 30 ngàn, nhưng tế bào lympho cực kỳ thấp. Ví dụ cho các anh chị thôi, ví dụ ca COVID bệnh nhân người Anh. Bệnh nhân người Anh khi chuyển vào Chợ Rẫy vẫn còn tình trạng nhiễm khuẩn rất nặng. Bệnh nhân vấn đề vẫn còn suy đa tạng. Và đặc biệt là nhiễm khuẩn nặng và bạch cầu trong những cái giai đoạn mà bệnh nhân chưa cai máy, chưa cai ECMO này nọ, là bạch cầu cũng toàn là 20 mấy ngàn. Nhưng các anh chị biết lympho bào bao nhiêu không? Lympho bào trong giai đoạn đầu điều trị toàn là có khoảng 700 đến 800 con. Không bao giờ lên nổi, thậm chí làm CD4, CD8. Nhưng sau đó bắt đầu giai đoạn mà ECMO cai rồi, cai máy vân vân, cộng với chúng tôi can thiệp dinh dưỡng mọi thứ, thì bắt đầu miễn dịch lympho bào bệnh nhân mới lên được có 1.400 thôi. Thì như vậy để cho thấy là trong quá trình bệnh nhân nằm ICU đâu đó có tình trạng sụt cân đến trạng suy mòn cơ thì sẽ ảnh hưởng chức năng miễn dịch và vấn đề xét nghiệm về miễn dịch liên quan đến số lượng tế bào lympho, rất mong các anh chị quan tâm. Cái thứ ba nữa, tình trạng dinh dưỡng bị ảnh hưởng bởi việc ăn. Rõ ràng chúng ta thiếu một bữa chúng ta không sao đó, chúng ta nhịn đói ngày chúng ta cũng chưa gì, nhưng cả một cái quá trình ăn uống thì sẽ tạo nên cái con người đó. Ví dụ tôi ăn như thế nào thì mới tạo con người tôi bây giờ. Và có những người những cái câu nói tao nhìn mày ăn là tao biết cái tướng của mày đó, nó là như vậy đó. Thì như vậy trong đánh giá dinh dưỡng không thể nào không có khai thác khả năng ăn uống, khả năng dung nạp, và đặc biệt đối với ICU các anh chị rất cần khai thác khả năng dung nạp. Ví dụ bệnh nhân hồi sức, các anh chị dinh dưỡng qua đường tiêu hóa, các anh chị muốn cho dùng sữa, đúng không ạ? Mình chúng ta thấy bệnh nhân bị đái tháo đường, bệnh nhân những cái tình trạng là bệnh nhân có đủ điều kiện và chúng ta muốn đảm bảo dinh dưỡng liên quan đến vấn đề vô trùng vân vân, chúng ta dùng những cái sản phẩm dinh dưỡng điều trị. Tuy nhiên nếu các anh chị không khai thác cái vấn đề tiền sử bệnh nhân kém dung nạp sữa mà các anh chị cho là các anh chị sẽ thất bại. Tại vì bản thân chúng tôi cũng đã điều trị những cái ca, những cái bác rất là quan trọng của trung ương. Và đâu đó bệnh nhân vào với tình trạng rất nặng như vậy, nhưng bị đái tháo đường trên nền viêm phổi nhiễm khuẩn huyết liên quan đến nhiễm nấm và liên quan đến tăng đường huyết rồi vân vân. Quất sữa trong tuần đầu, chảy tiêu chảy rét rét một ngày mười mấy lần bởi vì thiếu khai thác tiền sử dung nạp thức ăn và thất bại. Bệnh nhân không thể nào dung nạp được gì hết và diễn tiến cũng càng ngày càng nặng về dinh dưỡng. Như vậy đối với đánh giá dinh dưỡng, theo bản thân tôi nghĩ chắc muôn đời sẽ không có một công cụ nào là tiêu chuẩn vàng trong đánh giá tình trạng dinh dưỡng một người, mà phải đánh giá toàn diện. Thì với BMI ở bệnh nhân hồi sức, nếu các anh chị cho khám ra BMI dưới 18,5 khẳng định liền tiêu chuẩn của CLIM là bệnh nhân bị suy dưỡng. Nhưng với những bệnh nhân vào chúng ta phải hồi sức bằng dịch, rồi bệnh nhân đâu đó chuyển đến mình có tình trạng phù sẵn rồi, thì BMI trên 18,5 sẽ rất phổ biến ở bệnh nhân ICU. Liên quan tới đánh giá tình trạng dưỡng bằng SCA, bằng các báo cáo viên hút hết năng lượng, thì liên quan tới vấn đề khai thác tiền sử, đặc biệt là phương pháp SGA là Subjective Global Assessment, là đánh giá tình trạng dưỡng tổng thể theo chủ quan, đó là khám lâm sàng đó. Thì như vậy các anh chị khai thác tiền sử ăn uống sụt cân à, được không à? Được. Các anh chị hỏi ai? Hỏi người nhà. Ví dụ như cái ca mà một bác rất là quan trọng vào bệnh viện tôi vào tình trạng là quá nặng rồi, nhá, RDS rồi tăng đường huyết, rồi liên quan tới vấn đề là phải bị tổn thương thận cấp, rồi phù toàn thân rất nặng, bác sĩ làm CRT một ngày lọc lấy 7 lít dịch, rồi tình trạng kém dung nạp dinh dưỡng tiêu hóa, thì mê rồi, thở máy rồi sao, hỏi, tôi hỏi lại người nhà. Thì hỏi lại người nhà mới biết là bác có tiền sử là ăn rất kém trước khi vào Chợ Rẫy và trước khi vào một bệnh viện bạn. Thì ở nhà gần như 6 tháng trời, mỗi bữa chỉ ăn được có một chén
nguyên ngày chỉ ăn được giống như cái chén chè, chúng tôi hay kêu là chén mà này kêu là cái bát, cái chén nhỏ xíu vậy nè. Một ngày chỉ ăn được như vậy, mỗi lần thì ăn được có một con cá nhỏ xíu vậy nè, ngày được 3 lần sống bằng yến đó, nhưng mà kiệt sức. Tôi hỏi tiếp, tiền sử sụt cân, tôi hỏi có bị sụt cân không, người nhà nói không biết. Tôi hỏi liền, trước kia trước khi mà ăn kém, sinh hoạt là tự sinh hoạt một mình, ví dụ mặc quần đi vệ sinh vân vân, có cần ai hỗ trợ không, nói không. Nhưng khi giai đoạn bắt đầu sụt ăn, ăn giảm sút, thì tôi hỏi tiếp, khi những giai đoạn đó bác sinh hoạt bình thường có phải cần hỗ trợ không? Nói dạ có. Và đi tới đâu là phải vịnh tới đó, đó là biểu hiện là physical performance, đó là sức cơ đã sụt giảm rồi. Đó là một dấu chỉ liên quan gián tiếp tới tình trạng sụt cân. Thì như vậy các anh chị vẫn khai thác được, nhưng mà tôi biết cánh hồi sức các anh chị rất là lu bu, và chúng ta cũng sẽ có những phương pháp để chúng ta đánh giá chính xác hơn về tình trạng dưỡng. Liên quan tới xét nghiệm đạm máu như albumin, prealbumin, nếu mà các anh chị đọc trên Aspen là dinh dưỡng lâm sàng châu Âu, Aspen là dinh dưỡng lâm sàng Mỹ, gần như người ta nói hai chỉ số này thấp thì nó lại liên quan tới yếu tố viêm nhiều hơn là của dinh dưỡng. Các anh chị lưu ý ha, tại vì chúng ta biết cái tình trạng đáp ứng viêm, tình trạng nhiễm khuẩn nặng, nhiễm khuẩn huyết là nó có vấn đề là leakage, đó là cái tình trạng tổn thương nội mạc mạch máu, và albumin máu nó sẽ thoát mạch. Cái thứ hai trong giai đoạn đáp ứng viêm, đáp ứng nhiễm trùng, cho nên nó sẽ liên quan nó tăng sản xuất CRP nhiều hơn liên quan tới albumin. Cho nên là các thầy, từ các evidence các thầy mới nói khó không khuyến nghị dùng các chỉ số này. Rồi đo đạm mất là để chúng ta tính được cái cân bằng protein, cân bằng nitrogen. Tuy nhiên ure trong nước tiểu mà lưu 24 tiếng làm gánh nặng cho vấn đề điều dưỡng, khó lắm các anh chị. Thật sự tôi đã hướng dẫn đề tài chuyên khoa cấp 2 của một chị bác sĩ, đó là làm đề tài về đặc điểm dinh dưỡng ở bệnh nhân chấn thương sọ não nặng tại bệnh viện Chợ Rẫy, và chúng tôi mới tính là nitrogen balance, là cân bằng nitrogen giữa bệnh nhân nitrogen mất và nitrogen đưa vào. Thì nitrogen mất đó là đo qua nước tiểu, nhưng ở đây các anh chị lưu ý ha, các anh chị đừng có kêu phòng sinh hóa làm nitrogen trong nước tiểu. Phòng sinh hóa khi tôi yêu cầu phòng sinh hóa nó em anh đâu có phải đo lượng đạm trong nước ma trong nước mắm đó mà em kêu làm nitrogen nước tiểu, mà là ure trong nước tiểu và có công thức chuyển đổi sang nitrogen. Có nhiều khi mình đọc học thuật nhưng mà thực tế phải học giữa đồng nghiệp với nhau. Rồi dịch dẫn lưu ở bụng có protein, liệu dẫn lưu màng phổi có protein hay không, các ống dẫn lưu có protein khó không? Mà khó. Bệnh nhân tiêu chảy, mà tiêu chảy liên quan đến viêm tiết xuất tiết thì có thể mất đạm. Như vậy khả năng mà để đo cân bằng nitrogen vô cùng khó khăn. Tuy nhiên các anh chị thấy, một lát tôi sẽ bàn tiếp albumin hay là nitrogen như thế nào. Thì ở đây liên quan tới đánh giá tình trạng dinh dưỡng một bệnh nhân nặng, thì xin cho các anh chị xem một cái hình. Đây là bệnh nhân sau phẫu thuật tim, nằm trong hồi sức phẫu thuật tim. Thì các anh chị thấy vết thương phẫu thuật lồng ngực bệnh nhân đã ổn rồi. Bệnh nhân liên quan tới bệnh lý van tim hai lá ba lá gì đó là được, đã được điều trị rồi, sửa chữa rồi. Và cái vết vết mổ lồng ngực, vết ngủ ngực cũng đã lành rồi. Nhưng mời tôi lên bởi vì bệnh nhân phù rất nặng. Mà đặc điểm bệnh nhân này là do bệnh nhân kém dung nạp dinh dưỡng tiêu hóa, bệnh nhân có cái tiếp Levin, tình trạng bụng cứ chướng hoài. Bác sĩ dinh dưỡng, bác sĩ bệnh viện tôi đặc biệt cánh hồi sức chuẩn về dinh dưỡng lắm. Thấy chướng bụng chuyển sang công thức peptide. Nhưng đã thấy chướng bụng chuyển công thức peptide, nuôi ăn bằng máy hết, liên tục 24 tiếng. Đến can thiệp luôn cả thuốc, thuốc tăng nhu động. Nhưng cũng không ép phê luôn, bắt đầu nuôi ăn tối thiểu là minimal enteral nutrition là 50 ml nhân 3. Chải liên tục 24 tiếng cứ cũng ói. Rồi peptide không được, chuyển nước đường ói tiếp. Đã bằng mọi cách rồi, không biết xử sao đây. Một bệnh nhân suy dưỡng nặng, viêm phổi, thở máy kéo dài, tình trạng phù toàn thân và đặc biệt là bị kém dung nạp dinh dưỡng tiêu hóa. Thì câu chuyện bệnh nhân này là mời tôi hội chẩn bài các vấn đề đó. Mà bệnh nhân kém dung nạp dinh dưỡng tiêu hóa mà EF có 26%. Bó tay không mà, tĩnh mạch không?
dám dùng dinh dưỡng tĩnh mạch ca này để đánh đủ dinh dưỡng không? Đánh đủ hả? Không cứu được bệnh nhân đâu mà sao? Phù phổi chết tươi. Bắt đầu sẽ có câu chuyện khó của nó. Nhưng vấn đề đứng trước một bệnh nhân đang có tình trạng viêm phổi siêu hấp, suy tim cần hạn chế dịch, rồi lại vô niệu phải là tổn thương thần cấp, phải lọc máu tuần 3 lần. Câu chuyện quá khó bệnh nhân này. Thì đầu tiên khám thì thấy hồ sơ bệnh án ghi bệnh nhân 45kg khi vào viện, BMI là 20. Tiếp tục khi tôi hội chẩn sau một tháng họ mới mời, tại vì họ đã đủ mọi phương thức, đã kêu là cố gắng rational nutrition therapy rồi, điều trị cố gắng hợp lý hóa rồi nhưng vẫn không cải thiện, thì tôi mới cân lại bệnh nhân 40kg. Và tình trạng là sự suy dinh dưỡng giữa teo đét và phù toàn thân phối hợp, và đặc biệt cái khó là kém dung nạp, như vậy làm sao nuôi dinh dưỡng tĩnh mạch được. Thì tôi mới hỏi bác sĩ ở khoa hồi sức, chị ơi em sẽ cân cho chị coi. Thì giới thiệu các anh chị, đây là cái cân cho bệnh nhân nặng. Cân này á thì mua vài trăm triệu gì đó. Nếu một cái giường cân thì nó rất là mắc, mấy trăm triệu, tỷ lận. Còn chúng tôi có cái cân này á, là hai cái đế này đẩy cái giường vào, hai cái đế này nó có cái đồng hồ nó biểu hiện cái cân. Cân xong, nếu bệnh nhân không có chống chỉ định liên quan tới vấn đề di chuyển bệnh nhân đó, chúng tôi nhấc bệnh nhân lên trừ bì. Đó, thành ra cân mới là bệnh nhân sụt mất 5kg trong vòng 1 tháng. Thì đây cũng là một cái dụng cụ để chúng ta có thể, chưa trang bị hết cánh hồi sức về cái cân cho bệnh nhân mỗi giường, thì chúng ta có thể trang bị những cái này để chúng ta theo dõi dịch xuất nhập cũng như theo dõi dinh dưỡng bệnh nhân. Thì như vậy cân bệnh nhân xong, tôi mới hỏi đây bác sĩ lâm sàng, chị bệnh nhân kém dung nạp dinh dưỡng tiêu hóa mà giờ em đánh tĩnh mạch, em cũng không đánh đâu, tại vì chưa điều trị dinh dưỡng mà bệnh nhân chết rồi, phù phổi này nọ làm sao làm. Và đặc biệt em hỏi chị, bệnh nhân liệu chị có dám chắc bệnh nhân thừa dịch hay bệnh nhân thiếu dịch? Phù đó là liên quan tới phù mô kẽ, nhưng dịch nội mạch đã đủ chưa? Chưa chắc. Bởi vì tôi khám lâm sàng tôi thấy cái da bệnh nhân khô, khô lắm, nó cứ trong trong bóc 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 tróc vảy, không phải của liên quan tới vấn đề thiếu lipid, mà tình trạng thấy có vẻ đang nghi ngờ là thiếu dịch, nhưng mà chưa biết như thế nào thì tôi mới đẩy cái máy lên. Thì trong cái câu chuyện hồi nãy đánh giá tình trạng dưỡng phải dùng đo trợ kháng, các anh chị cần đánh cơ đánh mỡ như thế nào, các anh chị đã xác định được BMI đúng không ạ? BMI dưới 18,5 là suy dưỡng rồi. Khám lâm sàng thấy teo cơ teo mỡ rồi, nhưng vấn đề teo như thế nào và dịch như thế nào, thì đây là cái máy đo trợ kháng. Đo trợ kháng nó dựa vào cái tính dẫn điện của nước của trong cơ thể mà đặt nước tế bào. Thì như vậy tôi mới đo phù toàn thân cần hạn chế dịch và lọc máu cách ngày, đo ra tổng dịch là 17 lít, trong khi đó cái giá trị ngưỡng dưới là 24. Dịch nội bào không tới 10 lít, trong cái giá trị dưới gần 15. Dịch ngoại bào cũng thiếu luôn. Khối protein bình thường 6,4 có 4,3. Khối cơ xương cũng thiếu luôn, khối mỡ thiếu luôn, và đặc biệt chất lượng tế bào để liên quan tới trở kháng của điện màng, thì góc pha thay vì phải trên 4,5 độ, bệnh nhân có 2,7. Như vậy, đánh giá thành phần cơ thể này để khẳng định bệnh nhân đã có suy mòn cơ, đã thiếu protein, nhưng liên quan tới dịch. Đọc cái này xong, tôi nói với bác sĩ hồi sức, chị ơi, sao em nghi bệnh nhân vẫn còn thiếu dịch, quá thiếu dịch, sợ đưa dịch vô thì bị phù phổi. Nhưng bản chất đang thiếu dịch, thì bắt đầu hai chị em mới bàn với nhau, chị, giờ mình theo dõi dịch thì chị đánh giá thêm dịch lòng mạch, và cái thứ hai là theo dõi tạm thời bằng CVP. Thì sau đó bắt đầu chúng tôi mới can thiệp, vẫn tiếp tục dinh dưỡng tiêu hóa. Nhưng cái câu chuyện dinh dưỡng tiêu hóa là sẽ nói sao với các anh chị. Ca này chúng tôi đặt cái ống xong mũi tá tràng, mũi dạ dày, nhưng nhờ có nhu động nó chạy xuống tá tràng và nuôi ăn thành công. Nhưng cái thứ hai, bù dịch lại cho bệnh nhân theo hướng dẫn CVP. Thay vì trước khi hội chẩn một ngày đi tiểu chỉ có 50ml thôi qua ống dẫn lưu, thì sau đó bù dịch ngày hôm sau lên 900, ngày hôm sau nước tiểu lên 1.9 lít. Và thay vì một tuần lọc máu 3 lần thì dần lọc máu còn một tuần có một lần thôi.
Thì như vậy, cái máy này nó không chính xác hoàn toàn, nhưng ít nhiều cũng cho các anh chị giá trị tham khảo khách quan các thành phần của cơ thể. Thì kính thưa thầy Nhung, đó là những cái này tụi em trong cái quy trình kỹ thuật dinh dưỡng lâm sàng của Bộ Y tế mà cùng viết với Bộ Y tế đó, tụi em đã đưa những cái này vào quy trình kỹ thuật để được Bộ Y tế ban hành chính thống. Thì như vậy, với bệnh nhân nặng các anh chị phải trang bị cái đó. Liên quan tới những cái xét nghiệm các chất trong máu như lympho bào thấp là chắc chắn là liên quan tới vấn đề suy giảm miễn dịch rồi. Thứ hai, các khuyến nghị kêu không dùng albumin vân vân, thì cái đó câu chuyện nó sẽ phải có cách như sau. Trong cái cuốn hướng dẫn dinh dưỡng trong điều trị bệnh nhân nặng mà hội tổng hội y học Việt Nam cùng với hội hồi sức cấp cứu chống độc Việt Nam cùng với hội dinh dưỡng lâm sàng Thành phố Hồ Chí Minh, là tôi là chủ tịch hội và tôi là chủ biên của cái cuốn hướng dẫn dinh dưỡng điều trị bệnh nhân nặng này, đã được ban hành rồi. Các anh chị có trong tay chưa ạ? Bệnh viện mình có chưa? Hình như có người có mà phần lớn chắc chưa, phải không? Thì trong này chúng tôi vẫn khuyến nghị là albumin máu, premiumin máu vẫn nên được dùng trong theo dõi dinh dưỡng, nhưng cần xem xét toàn diện. Bởi vì sao? Nếu một bệnh nhân tình trạng nhiễm trùng các anh chị chưa kiểm soát được, hay tình trạng đáp ứng viêm chưa kiểm soát được, thì các anh chị đừng dùng albumin máu, premiumin máu để theo dõi dinh dưỡng. Nhưng trong quá trình điều trị mà chúng ta kiểm soát được nhiễm trùng, kiểm soát được tình trạng đáp ứng viêm, ví dụ ở chúng tôi là bệnh nhân viêm tụy cấp nặng chẳng hạn, vân vân, thì một khi bệnh tiến triển tốt thì liên quan tới những cái albumin đạm mà không mất qua nước tiểu, cũng như bệnh nhân không mất đạm ra khỏi cơ thể, ví dụ như mình đừng bỏng đã vết thương cũng tương đối lành rồi, thì albumin máu cải thiện đó là bằng chứng của dinh dưỡng. Cho nên cần phải đánh giá toàn diện để trả lời là albumin premiumin máu nên sử dụng hay không. Chúng tôi vẫn khẳng định phải sử dụng, nhưng xem xét toàn diện về mặt bệnh học. Và bi lăng lipid máu, nếu mà các anh chị ở đây á, tôi thấy là chỗ này á, thì khi tôi giảng á, thì hôm kia có anh chị ở một bệnh viện bạn lại bệnh nhân xét nghiệm dinh dưỡng trước mổ, lại cho làm xét nghiệm bi lăng lipid máu, bảo hiểm trả, thành ra nhắn hỏi em là đúng hay sai. Thật sự xét nghiệm bi lăng lipid máu không là xét nghiệm tiền phẫu chuẩn trong vấn đề là xác định nguy cơ biến chứng hoặc tử vong sau mổ, mà chỉ có albumin máu thôi. Tuy nhiên nếu đâu đó chúng ta có một cái bi lăng lipid máu vì một bệnh lý nào đó, thì nếu mà bi lăng lipid máu mà tất cả như cholesterol giảm, HDL giảm, LDL như cái ca hồi nãy mà cắt u gan mà bi lăng mà kém hết á, thì đó là dấu chỉ của xem xét suy dưỡng mạng. Đói lâu dữ lắm rồi. Và chỉ số creatinine máu hoặc creatinine index thấp thì các anh chị nên cần thận trọng là bệnh nhân suy mồng cơ. Ví dụ đối với nhà hồi sức, các anh chị điều trị một bệnh nhân creatinine máu đang bình thường, nhưng ví dụ không có tổn thương thận cấp, nhưng tự nhiên các anh chị điều trị khoảng 1 tuần, 2 tuần, bắt đầu thấy tự nhiên creatinine máu đang bình thường, bắt đầu đến ngưỡng dưới, rồi độ lọc cầu thận lại gia tăng, thì cái đó là dấu chỉ của suy mòn cơ. Hay bệnh nhân tổn thương thận cấp trên nền bệnh thận mãn, rồi các anh chị điều trị, các anh chị thấy creatinine máu giảm, thấy độ lọc cầu thận tăng, ok, chức năng thận cải thiện, xin lỗi, không phải, mà là suy dinh dưỡng, suy mòn cơ. Cho nên khi mà chúng tôi làm dinh dưỡng, chúng tôi cũng phải đánh giá về mặt bệnh học hết, về lâm sàng cũng như về sinh hóa, nó có cái tiếng nói của nó. Và đặc biệt chúng tôi cũng cùng với các anh chị để bàn, để xem xét toàn diện về bệnh lý cũng như về dinh dưỡng. Thì với cái vấn đề mà đánh giá dinh dưỡng ở Chợ Rẫy, các anh chị thấy cái tờ này là chúng tôi triển khai trong toàn bộ các khoa lâm sàng. Nhưng xin giới thiệu, đây là cái tờ đánh giá dinh dưỡng mới thực hiện từ năm 2017 cho cánh hồi sức và ngoại khoa. Tờ này là thực hiện ở các khoa hồi sức tập trung và khoa ngoại tiêu hóa và khoa ngoại gan mật tụy. Tại vì sao? Tại vì trong sàng lọc nguy cơ của cái tờ này á, là chúng tôi chỉ xác định là có nguy cơ hay không có nguy cơ, nhưng không phân tầng được cái mức độ nguy cơ.
Nhưng bằng cái tờ này chúng tôi dùng nguyên cái form chuẩn của NRS, chúng tôi sẽ xác định được điểm của nguy cơ dinh dưỡng và phân tầng bệnh nhân là nguy cơ thấp hay là nguy cơ dinh dưỡng cao. Thì cái tờ này là dành cho cánh bệnh nhân nặng, và chúng tôi cũng đã cùng nhau thực hiện cái tờ này từ lâu rồi. Thì đó, các anh chị thấy phức tạp không ạ? Nhưng phải nói là bệnh viện rất là ủng hộ. Bác sĩ hồi sức đánh giá cực kỳ chuẩn. Đó, thì giới thiệu các anh chị như vậy. NRS toàn văn, SCA Clim cũng giống bên này nhưng NRS lấy toàn văn. Cái thứ hai, xác định nhu cầu dinh dưỡng. Xác định nhu cầu dinh dưỡng, bệnh nhân hồi sức sẽ có những giai đoạn chuyển hóa. Mà giai đoạn chuyển hóa, đáp ứng chuyển hóa đó liên quan vấn đề đáp ứng liên quan tới bệnh nặng. Với một bệnh nhân hồi sức, trong vòng 24 tiếng đầu, thường là 24 tiếng đầu, hoặc trong giai đoạn bệnh nhân bị liên quan tới sốc, liên quan tới vấn đề huyết động không ổn, sốc, thì giai đoạn này được gọi là giai đoạn F phase, là giai đoạn pha giảm. Thì giai đoạn này là do sao? Do cái sự tưới máu của tế bào, sự chuyển hóa tế bào nó bị tê liệt, cho nên năng lượng bệnh nhân sẽ giảm. Đó là cơ chế phòng vệ cơ thể. Nhưng khi các nhà hồi sức bồi hoàn dịch, hồi sức bệnh nhân bắt đầu cung lượng tim lên, huyết áp lên, tưới máu tạng lên, và cùng với huy động của các bạch cầu để đến liên quan đáp ứng viêm, thì giai đoạn đó là tiết các cytokine tiền viêm hoặc bệnh nhân COVID nặng. Thì giai đoạn này là giai đoạn sẽ phải tăng chuyển hóa dinh dưỡng, và đặc biệt là tăng dị hóa phân hủy các chất rất dữ. Cho nên đối với các nhà hồi sức trong giai đoạn sốc này thì xin vui lòng đừng lo dinh dưỡng, đúng không ạ? Mà lo cứu sống chứ cái đã mới cho ăn. Nhưng trong những cái giai đoạn này, khi mà được gọi là giai đoạn flow phase, là giai đoạn pha tăng, thì giai đoạn pha tăng này sẽ có những cái giai đoạn của nó. Và nếu các anh chị cung cấp dinh dưỡng nó đang tăng như vậy, nhưng các anh chị cung cấp dưới này, thì một cái khoảng trống thiếu hụt sẽ có. Thì bệnh nhân sẽ lấy từ đâu? Lấy từ dự trữ cơ chất. Cho nên cô của tiến sĩ Minh đó là nói tôi mập mập để tụi lờ có bệnh tôi có đồ để tôi ăn, đó là tự ăn cơ thể của mình. Đó, nó là như vậy đó. Thì như vậy, với cái vấn đề là điều trị bệnh nhân hồi sức thì cung cấp dinh dưỡng sẽ phải theo từng pha bệnh, nhưng sẽ được đặt ra khi đã kiểm soát được huyết động. Và đối với đã kiểm soát huyết động, các anh chị đưa năng lượng vào, các anh chị đang giúp gì cho người bệnh? Các anh chị thấy ở đây, đó là năng lượng, chúng ta sẽ có năng lượng cần cho duy trì chuyển hóa cơ bản, hoặc là năng lượng chuyển hóa lúc nghỉ, cộng với năng lượng đáp ứng do stress, bệnh lý nặng. Thì ở đây, ví dụ, một người mà đáp ứng năng lượng cơ bản thì tổng năng lượng, trong đó chiếm 70% sẽ là chuyển hóa năng lượng cơ bản. Có nghĩa là khi các anh chị đưa dinh dưỡng qua ống xong, các anh chị đưa dinh dưỡng tĩnh mạch, là các anh chị đang góp phần cung cấp được tới 75-70% cho các tế bào để duy trì sự sống. Như não cần gần tới 20% năng lượng từ các anh chị đưa vào. Gan 27%. Cơ để liên quan tới vấn đề sau này sức cơ và vấn đề cơ hô hấp v.v. thì cũng đã chiếm 18%. Như vậy, với một cái người mà cần 1.300-1.500 kcal thôi, người nhỏ xíu luôn á, thì các anh chị thấy năng lượng chuyển hóa cơ bản chiếm gần 1.000-1.100. Như vậy, nếu bệnh nhân đói, đúng không ạ? Thì năng lượng các cơ quan vẫn sống, nhưng lấy từ đâu? Lấy từ dự trữ cơ chất. Như vậy, dự trữ cơ chất càng bị lấy nhiều, đặc biệt protein cơ, thì suy giảm miễn dịch sẽ xảy ra, cơ sẽ teo. Rồi liên quan tới cơ teo là cơ hoành teo, cơ liên sườn teo, rồi muốn cai máy rất khó. Miễn dịch giảm thì tăng nguy cơ nhiễm trùng của vấn đề thở máy, đúng không mà? Đủ thứ chuyện hết. Và năng lượng cũng sẽ phải cần một cái năng lượng nữa, là năng lượng đáp ứng với stress, chuyển hóa bệnh lý nặng. Chúng ta xác định nhu cầu như thế nào? Hôm nay xin trả lời tất cả quý vị đồng nghiệp, không dùng công thức như trước đây chúng ta học. Chuyển hóa năng lượng cơ bản, nhưng yếu tố stress, nhưng yếu tố gì đó, dẹp, sai rồi. Tôi hay nói, miền Nam hay nói xưa rồi diễm. Ví dụ có những thầy
Không xa đâu, cách đây vài năm tôi hội chẩn ở một bệnh viện bạn, xin không nêu tên, nhưng mà hội chẩn ở trong ICU. Thì hội chẩn một bệnh nhân là có bệnh nhân đó là con là cha của hai người con bác sĩ trong bệnh viện đó luôn. Thì mời tôi qua thì ông không có xin dưỡng nhiều, vô vì viêm phổi điều trị đáp ứng viêm phổi tốt rồi. Nhưng cơ bản là điều trị viêm phổi đã tốt, đáp ứng kháng sinh đã tốt, kiểm soát mọi cái. Nhưng mà sau đó sao mà cứ cai máy khó quá đi, thì mới mời tôi qua. Thì khi mà tôi mới xét lại hết liên quan tới nuôi dưỡng, thì lẽ ra là phải nuôi dưỡng đủ cho bệnh nhân, chứ không được nuôi dưỡng thừa, mà lại nuôi dưỡng thừa, dinh dưỡng qua sông đã đủ mà lại truyền thêm tĩnh mạch. Sau đó tôi mới bàn với bác sĩ trưởng khoa hồi sức đó, anh sao em nghi cái máy này khó cho anh nuôi thừa quá. Thì bác sĩ trưởng khoa đó cũng là giảng viên của bên gây mê hồi sức đó, thì mới hỏi nói tôi một câu, em anh nghĩ là bác sĩ bệnh nhân mà nặng, bệnh nhân hồi sức phải cần tới 3.000 mấy kilo calo chứ em, sao em nói 1.500. Cái nói anh tài liệu hồi xưa anh đọc đó, nó xưa rồi anh ơi đó. Thật sự tôi cắt tĩnh mạch, tôi cắt mọi thứ, sau đó 2 ngày sau cai máy được. Nó tăng gánh hô hấp mà, chuyển hóa chất dinh dưỡng cần oxy, chuyển hóa xong là thải CO2, đưa vô nhiều thì ít nhiều sẽ ảnh hưởng. Thì như vậy tất cả những công thức mà các anh chị đang học sẽ không được khuyến nghị nữa các anh chị ha. Thì thay vào đó làm cái gì đây? Thì năm ngoái tôi đi vào khoa hồi sức của thầy Michael Dove, là một thầy mà đã dẫn dắt tôi câu chuyện của dinh dưỡng. Tôi cũng làm PhD ở Đức. Thì đi vào bệnh viện Tübingen. Tübingen là viện trường với 1.000 giường, vào khoa hồi sức luôn. Thì thầy làm trưởng nhóm điều trị dinh dưỡng của bệnh viện đó. Ở dưới thầy là thêm một bác sĩ và nguyên cái dàn dietitian tiết chế dinh dưỡng. Thì thầy khoe liền cái máy đo tiêu hao năng lượng cho bệnh nhân thở máy. Thì đứng bên giường á, thầy mới đo, tôi chạy thấy nhảy tích 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 tích. Bệnh nhân là 93 kg, BMI 34. Nếu các anh chị dùng công thức, các anh chị sẽ nuôi chắc 4.000 mấy kilo calo. Đó mà tích 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 đo cả 15 phút, chạy từ 650 đến 808 kilocalo. Chết không mà. Nếu công thức chúng ta học thì chúng ta nuôi thừa gấp 5, gấp 6 lần. Và câu chuyện chẩn đoán là xuất huyết não, siêu hấp, thở máy, bệnh nhân không có tình trạng viêm nhiễm gì hết. Và đo thì đây là đo chính xác năng lượng bệnh nhân cần. Và máy đo tiêu hao này được gọi là indirect calorimetry, là nhiệt kế hoặc là máy đo tiêu chuyển hóa năng lượng cơ bản, và được gọi là tiêu chuẩn vàng trong xác định nhu cầu năng lượng bệnh nhân nặng. Và đây là cái cuốn mà tôi cùng với thầy Gia Bình, cô Thảo vân vân soạn thảo cuốn này cho các anh chị xài đầu tay trong hồi sức năm 2019. Tuy nhiên khi mà bệnh viện trang bị những máy này, các anh chị nên đo nhiều thời điểm, tại bệnh nhân hồi sức dao động rất nhiều, bệnh lý diễn tiến rất là phức tạp, nên đo nhiều lần để lấy giá trị trung bình, để không nuôi thiếu và không nuôi thừa. Với chúng ta chưa có máy này, các anh chị làm gì đây? Theo khuyến nghị chứ không dùng những công thức cũ nữa. Khuyến nghị đầu tiên là Espengalai ở hồi sức năm 2009. Aspen Guideline, Aspen là dinh dưỡng lâm sàng Mỹ, SCCM hội hồi sức Mỹ khuyến nghị năm 2016. Hay gần đây nhất là cái nhóm của chúng tôi là nhóm điều trị, nhóm liên quan tới châu Á, Thái Bình Dương và Trung Đông. Thì tôi được mời tham dự 14 người này, các anh chị thấy tên tôi ở dưới đó. Thì chúng tôi được mời trong cái nhóm này để soạn cái tờ là điều trị dinh dưỡng cho bệnh nhân hồi sức liên quan khu vực châu Á, Thái Bình Dương và Trung Đông để đưa đến sự đồng thuận. Và để soạn được cái này á, thưa thầy, chúng em á 14 người ở các nước, họ chia thành 4 group. Và 4 group đó ban tổ chức dục cho mỗi group một đống tài liệu, và họ soạn khoảng 6 70 câu hỏi, mỗi group phải lo một đống câu đọc và bàn với nhau trước. Guideline này, guideline kia, evidence vậy, trả lời câu này đồng ý hay không đồng ý, trả lời là đồng ý không đồng ý, tại sao không đồng ý, bàn nhau một tháng trước. Bàn xong rồi mới bay qua Philippines làm ở Cebu, làm từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, xong phải nói là liệt luôn,
tại các anh chị biết làm tiếng Anh nó mệt lắm, nó bể não, nhưng phải nói là quá hay. Làm để đưa đến sự đồng thuận, và chúng tôi đã đồng thuận một số ý kiến như sau đăng trên tờ Public 2018. Thì đồng thuận như thế nào? Đó là Indirect Calorimetry là máy đo tiêu hao năng lượng gián tiếp, là tiêu chuẩn vàng để xác định nhu cầu năng lượng và nên được dùng nếu có sẵn. Tức là bệnh viện nên trang bị để không nuôi thiếu, không nuôi thừa. Tuy nhiên, khi mà cái máy này chưa có thì chúng ta sẽ dùng công thức từ 25 đến 30 kilocalo bạc ký một ngày, sẽ được xem là một phương pháp có thể thay thế và chấp nhận được để ghi ra năng lượng bệnh nhân cần. Các anh chị lưu ý chỗ này. Ở những bệnh nhân mà có giá trị BMI cao thì công thức này sẽ trở nên không chính xác và phải dùng công thức khác. Công thức khác dựa trên cân nặng hiệu chỉnh. Thì cân nặng hiệu chỉnh như vậy rất khó. Ví dụ các anh chị thấy BMI nãy bệnh nhân đó 34, đúng mà, bệnh nhân 93kg, cao mấy 65. Như vậy bác sĩ lâm sàng phải ngồi tính lại cân nặng hiệu chỉnh rất là phức tạp. Thì trong cái khuyến nghị dinh dưỡng lâm sàng của Đức đã đưa ra khuyến nghị này là với BMI cao trên 30 thì các anh chị sẽ lấy 11 đến 14 kilocalo bạc ký một ngày và dùng cân nặng hiện có. Ví dụ tiền sử bệnh nhân vào viện là 90kg thì các anh chị cứ lấy 90 nhân cho 11, thông thường bắt đầu lấy giá trị ngưỡng dưới, đừng lấy giá trị ngưỡng trên. Đến giai đoạn hồi phục thì nên tăng dần của giá trị ngưỡng trên. Thì như vậy cái ca hồi nãy tiết chế dinh dưỡng bác sĩ điều trị cho có 900 kilocalo thừa mà không thừa và quá chuẩn. Thì như vậy đây là khuyến nghị về nhu cầu năng lượng các anh chị theo. Nhưng với những bệnh nhân khi vào hồi sức mà do tình trạng hồi sức dịch rất là nhiều, bệnh nhân tăng cân, nếu các anh chị dùng chỉ số cân nặng mà tại hồi sức mà chúng ta có dụng cụ mà chúng ta cân đó, thì thường bệnh nhân sẽ bị quá tải dịch. Thì khi đó các anh chị sẽ dựa vào cân nặng, recent weight là tiền sử cân nặng. Chỉ cần các nhà lâm sàng hỏi người nhà bình thường bà này nhiêu ký là xong. Đó. Thì ví dụ như bệnh nhân người Anh đó, thì khi vào là bệnh viện bạn cũng không có cái dụng cụ để cân thì phải hỏi những người bạn để biết cân nặng nhiêu ký. Còn qua chúng tôi thì khi bệnh nhân đã qua chúng tôi đã có cái giường cân luôn được người bệnh. Thì như vậy recent quê này có thể hỏi người thân để biết bình thường nhiêu ký và lấy nhân cho 25 đến 30 kg bạc ký một ngày nếu không bị béo phì. Các anh chị ha. Rồi đó là năng lượng. Thứ hai đạm. Thì bệnh nhân á, mà bệnh lý càng nặng, ví dụ như tình trạng nhiễm trùng nặng thì đạm mất rất là nhiều. Bệnh nhân ghép phổi là cũng thuộc dạng nhóm của đại phẫu, protein sẽ mất rất là nhiều. Như vậy đây là một cái nghiên cứu để cho các anh chị thấy đạm bệnh nhân sẽ bị phân hủy và mất rất là nhiều do tình trạng dị hóa do bệnh lý nặng. Thì vấn đề nếu mà các anh chị cung cấp đạm không đủ cho bệnh nhân thì bệnh nhân đã tăng tiêu hao năng lượng, bệnh nhân tăng dị hóa đạm mà không cung cấp đủ thì dị hóa đạm nhanh sẽ đưa đến suy mòn cơ càng nhiều. Ví dụ suy mòn cơ mà ảnh hưởng đến khối nạc mất 10% là giảm miễn dịch rồi. Mất đến 20% thì nếu ở đây có phẫu thuật hay bệnh nhân có loét biến dưỡng, loét tỳ đè thì khả năng lành vết loét đã chậm rồi và nhiễm trùng sẽ xảy ra. Mất đến 30%, ví dụ bệnh nhân nằm ở trong khoa phòng của mình không thở máy gì hết nhưng bị mất cơ quá nhiều, các anh chị muốn bệnh nhân vận động cơ đâu nữa đi, yếu sức lắm, cơ chịu không nổi đâu. Rồi liên quan tới vấn đề loét tỳ đè, thông thường mất 10% protein cơ sẽ hủy để đắp axit amin vào vết thương để cho vết thương nó lành. Nhưng đến mức 30% khối cơ, cơ nói tao bye bye, tao không lấy, tao chơi nữa đâu. Tại vì cơ, protein cơ là duy trì chức năng các anh chị. Cơ tim, cơ gan, cơ tiêu hóa vân vân phải cần duy trì để bảo tồn chức năng sống. Mất đến 30% thì anh chàng cơ bye bye. Thôi mày lét, mày không lành, ráng chịu và vết thương sẽ muôn đời không bao giờ lành. Và đến mức 40% thì nguy cơ tử vong sẽ xảy ra. Đó,
Thì như vậy dễ lắm. Ví dụ một bệnh nhân các anh chị đo trợ kháng là 20 kg cơ, nhưng mất đến 6 kg cơ là các anh chị thấy là phiền rồi đó. Thì như vậy đối với protein, đây là những cái ca đó, các anh chị thấy bệnh nhân sụt cân 10 kg trong bệnh viện, nhiễm trùng rất nặng. Nhưng sau đó chúng tôi điều trị bệnh nhân này, những bệnh nhân này cùng điều trị, cùng hồi sức, dùng kháng sinh, bệnh nhân này tốt hết. Hay cái ca này là ở nước ngoài, là vấn đề suy dưỡng ở bệnh nhân ICU này cũng không phải là ít. Đến mà cái cơ thể như vậy thì vấn đề là liên quan tới những cái tình trạng hồi phục bệnh nhân, miễn dịch hoặc cai máy rất là khó. Thì như vậy protein như thế nào? Các anh chị sẽ không làm nổi cân bằng nitrogen. Không ai đi rút và lấy dịch dẫn lưu đi đo nitrogen. CRT, các anh chị lấy dịch CRT lọc đo protein, không có. Các anh chị dẫn lưu màng phổi, rồi vẫn phẫu thuật bụng dẫn lưu ra, không ai đo được protein như vậy hết. Cho nên khuyến nghị ở đây chỉ cần các anh chị nhớ giùm là trung bình nhìn hết ở đây các anh chị lấy ngưỡng 1,3 đến 1,5. Và thông thường đích protein cần đạt là sẽ khoảng 1,5 protein bạc ký một ngày. Nhưng những trường hợp bệnh nhân ví dụ bị chấn thương, ví dụ như chấn thương ở bệnh viện chúng tôi là những cái chấn thương chỉnh hình đó, những bệnh nhân có những bệnh nhân mà bị chấn thương tới mà hai cái chân mà lóc hết hai cái da chân ra luôn, giống như con ếch mà mình thực tập và mình lột da nó ra đó, hoặc là những cái mô cơ bị mất. Ví dụ như tôi có hội chẩn một thằng bé 18 tuổi bị tai nạn giao thông, xong là nguyên cái bàn đít nó chà dưới đất đó, thì nó mất nguyên cái mô cơ ở ở mông luôn, nó 80 kg mà cái hố nó sâu như vậy nè. Thì những cái đó là phải cần cộng thêm protein vào, tại nó mất dịch protein rất là nhiều. Hoặc bệnh nhân có điều trị thay thế thận, liên quan tới điều trị thay thế thận ví dụ CRT chẳng hạn, các anh chị phải cần cộng vào 0,2 gram đạm bạc ký một ngày. Nhưng những bệnh nhân béo phì, BMI 30 40 thì đánh đến đích thường 2 gram bạc ký. Hoặc là super béo phì có thể đánh 2,2 đến 2,5 gram bạc ký một ngày. Thì đó là những cái ngưỡng để các anh chị cung cấp. Như vậy nhu cầu năng lượng dinh dưỡng đạm có rồi. Thứ ba, can thiệp dinh dưỡng hợp lý. Can thiệp dinh dưỡng hợp lý xin nói 5 vấn đề như sau. Điều trị dinh dưỡng bệnh nhân nặng rất khó và phải cần thận trọng. Một, cung cấp dinh dưỡng đáp ứng với stress theo từng pha bệnh là bắt buộc. Nếu pha mà đang pha cấp sớm mà cung cấp sớm là nguy hiểm. Hai, ngăn ngừa biến chứng liên quan đến một hội chứng, đó hội chứng nuôi ăn lại là một biến chứng rất nặng nề có thể gây tử vong. Thứ ba, chọn nuôi dưỡng làm sao cho đúng và theo các khuyến nghị. Thứ tư, chọn công thức dinh dưỡng như thế nào, theo dõi và đánh giá lại. Thì tôi xin nói hai vấn đề đầu tiên. Giai đoạn F-phase là giai đoạn pha giảm, không tính tới huyết động chưa ổn. Khi đã huyết động ổn thì được gọi giai đoạn này được gọi là pha cấp. Pha cấp trong vài ngày đầu của hồi sức, thường 1 đến 2 ngày đầu, thì trong pha cấp này được gọi là giai đoạn sớm của pha cấp. Đến sau đó bắt đầu sự tăng tiết các cytokine hoặc là tình trạng liên quan đến vấn đề dị hóa gia tăng, thì giai đoạn này được gọi là giai đoạn pha cấp nhưng giai đoạn muộn. Hoặc bệnh nhân cứ cứ nằm thở máy hoài, tình trạng viêm phổi, hoặc bệnh viện chúng tôi những cái ca mà nhiễm trùng biến chứng sau phẫu thuật bụng mà các bệnh viện khác chuyển tới đó, điều trị nhiễm trùng và tình trạng đáp ứng viêm nó cứ vậy hoài, thì giai đoạn có thể là đáp ứng viêm mãn hoặc bệnh nhân hồi phục hẳn. Ví dụ các anh chị thấy như bệnh nhân 91 thì đến giai đoạn này, giai đoạn đầu và giai đoạn sau, giai đoạn đến giai đoạn late phase này hoặc là giai đoạn hồi phục đó, bảo giai đoạn của đồng hóa là tổng hợp cơ chất. Thì các anh chị cung cấp như thế nào? Xin đơn cử đây, mặc dù không ai muốn nhưng chúng ta đã liên quan tới dịch COVID đã trở lại thì Tâm xin cập nhật lại những cái guideline dinh dưỡng cho bệnh nhân COVID như sau. Thì đây là điều trị dinh dưỡng ở bệnh nhân COVID nặng, khuyến nghị của Mỹ năm 2020, hay khuyến nghị của châu Âu là thầy Peer Singer cùng với cái nhóm đó, là sự tuyên bố đồng thuận và cũng như hướng dẫn thực hành trong điều trị dinh dưỡng ở bệnh nhân SARS-CoV. Thì trong những khuyến nghị này họ khẳng định như thế nào? Đó là
tổng kết hết những vấn đề về đặc điểm bệnh lý liên quan tới dinh dưỡng các anh chị cần thận trọng để cung cấp. Một, các báo cáo cho thấy đó là những bệnh nhân mà bị lớn tuổi và có nhiều bệnh lý kèm thì lại tiên lượng kém và tử vong cao. Chúng ta đã thấy rõ thực tế rồi, đúng không ạ? Thứ hai, bệnh nhân vào có thể nhẹ hoặc bắt đầu diễn tiến xu hấp và đến RDS thể nặng tiến triển hoặc là nguy kịch tùy theo giai đoạn mà can thiệp. Thứ ba, bệnh nhân có thể có suy tuần hoàn, bệnh nhân có suy đa tạng và đặc biệt anh chàng cơn bão cytokine. Thì như vậy, với đặc điểm liên quan tới dinh dưỡng, câu chuyện sẽ được đặt ra. Bệnh nhân lớn tuổi vốn thường đã suy dinh dưỡng, đúng không ạ? Tám mấy tuổi tôi thấy người Việt Nam mình toàn là các cụ, các bà toàn là da xương không ạ, nhưng mà đi sành sạch khỏe thật nhưng suy dinh dưỡng. Cộng với các bệnh lý kèm thì suy dinh dưỡng sẽ chắc chắn xảy ra cao lắm, và kèm với yếu cơ, đúng không ạ? Yếu miễn dịch. Thứ hai, những đối tượng bệnh nhân lớn tuổi bệnh lý kèm mà lại nhiễm SARS-CoV, viêm họng, ho, sốt, ăn không được là đói trước khi vào viện. Suy dinh dưỡng cộng với đói kéo dài thì đây là đối tượng nguy cơ cao của nuôi ăn lại. Nếu chúng ta điều trị một cách rất là tích cực thì biến chứng sẽ xảy ra. Thứ ba, dinh dưỡng điều trị làm sao? Thứ nhất, khi mà RDS suy đa tạng liên quan đến tình trạng phù rất là nhiều, thừa dịch rất là nhiều, phải kiểm soát dịch, điện giải, vân vân, thì dinh dưỡng đầu tiên phải là an toàn. Thứ hai, dinh dưỡng làm sao? Phải ưu tiên cho dinh dưỡng tiêu hóa trước, tĩnh mạch tính sau, trừ khi có chống chỉ định tiêu hóa thôi. Thứ ba, cung cấp làm sao để đáp ứng với tình trạng dị hóa đạm và đặc biệt cố gắng hạn chế suy mòn cơ. Tôi nói chữ cố gắng chứ tôi không nói là tránh, tại vì bản thân tôi có kinh nghiệm điều trị rồi, phải nói là cực kỳ khó khăn trong vấn đề suy mòn cơ bệnh nhân nặng, cơ chế rất là nhiều thứ. Thứ tư, đưa dinh dưỡng vào chắc chắn là tăng cường miễn dịch và giúp điều hòa đáp ứng viêm. Như vậy cực kỳ khó. Khó thì chúng ta phải làm như thế nào? Thì các anh chị thấy với giai đoạn pha bệnh, xin đơn cử như sau. Đây là trên một cái bài của thầy Arthur Van Santen. Mà nếu mà các anh chị có quan tâm thì 15 tháng 8 hội Hotspan chúng tôi tổ chức hội thảo trực tuyến ngày 15 tháng 8 buổi chiều, là có thầy giáo sư Arthur Van Santen, một nhà hồi sức của Hà Lan, cực hay. Thầy nói về bài viêm tụy cấp cũng như sử dụng vitamin tĩnh mạch, vi chất dinh dưỡng tĩnh mạch và những chuyên đề khác. Thì thầy đã public một cái bài năm 2019, trong 1 đến 4 ngày đầu của pha bệnh nặng, pha cấp sớm, giai đoạn sớm của pha cấp, bắt đầu xin vui lòng không quá 25% năng lượng đưa vào bệnh nhân cần. Những ngày sau tăng dần, thì có thể đến ngày thứ 5, ngày thứ 4, ngày thứ 5, các anh chị có thể đạt đích năng lượng được. Đích năng lượng đó là đích năng lượng bằng công thức hoặc đích năng lượng đo được bằng máy. Và trong cái giai đoạn mà giai đoạn này có nghĩa là năng lượng ít như vậy thì đạm cũng sẽ tăng dần chứ không phải đánh ngay 1,3. Và đến 1,3 là khi bắt đầu đạt được đích năng lượng và liên quan tới đạm, giai đoạn này sẽ đánh 1,3. Và thông thường đến khoảng ngày thứ 5 hoặc ngày thứ 7, đạm các anh chị sẽ đạt 1,5 gram đạm mật ký một ngày. Và có những cái nghiên cứu, nếu trong 3 ngày đầu ở bệnh nhân nặng mà các anh chị đánh đạm rất cao thì tiếc rằng liên quan với tăng tử vong. Hoặc trong 3-4 ngày đầu bệnh nhân nặng mà các anh chị đánh đủ năng lượng như vậy thì cũng liên quan với tăng tử vong của bệnh nhân hồi sức. Thì như vậy, cung cấp dinh dưỡng theo từng pha bệnh. Thì ở đây là còn cả hậu ICU và cả khi bệnh nhân xuất viện, hướng dẫn về dinh dưỡng rất là chuẩn của thầy. Thì tháng 8 này thầy sẽ làm trực tiếp online với tôi làm mấy đầu cầu. Đầu cầu thầy ở Hà Lan, đầu cầu dịch đuổi của anh Tuấn Anh. Đó, làm mấy đầu cầu để liên quan tới vấn đề hội nghị của dinh dưỡng lâm sàng thành phố Hồ Chí Minh. Thì như vậy, cung cấp dinh dưỡng an toàn, một trong những hội chứng các anh chị đã nghe nhiều là hội chứng nuôi ăn lại. Ở đây các anh chị có biết hội chứng này không ạ? Thì xin nhắc nhanh thôi. Một cái hội chứng nuôi ăn lại, thông thường các nhà lâm sàng á, các anh chị khi bắt đầu nuôi ăn qua xong, các anh chị thấy tự nhiên cái cho tôi nói ví dụ dùng sữa, các anh chị thấy tiêu chảy,
Thế anh chị trả lời liền, nếu tiền sử bệnh nhân không kép dung nọc sữa, nhưng các anh chị cho dùng sữa liền mấy ngày, 1-2 ngày đầu, các bắt đầu các anh chị thấy tiêu chảy, các anh chị nói ngay bệnh nhân này kém dung nạp sữa. Sai. Trong cái cơ chế của hội chứng nuôi ăn lại, đó là bệnh nhân đói, starvation, và bệnh nhân có dị hóa, tình trạng dị hóa. Thì trong cái tình trạng đói kéo dài này thì sẽ liên quan đến vấn đề teo vi nhung mao ruột và ảnh hưởng tới suy tuyến tụy, nhưng mà thứ phát mức độ chừng mực nhẹ thôi. Thì teo niêm mạc ruột và suy tuyến tụy sẽ làm cho bệnh nhân sẽ bị kém hấp thu và sẽ có tiêu chảy. Đó là phổ biến lắm. Và cơ chế thứ hai, tình trạng đói dị hóa như vậy, sự dự trữ glycogen ở gan và dự trữ cơ mỡ vân vân bị thiếu như vậy. Refeeding là các nhà hồi sức đưa chất dinh dưỡng qua sông hay tĩnh mạch. Nếu đưa không đúng, các anh chị đưa vào có nghĩa là các anh chị đang kích thích tụy tiết insulin để tổng hợp sử dụng năng lượng và tổng hợp cơ chất. Nhưng tiếc rằng insulin tiết ra nó đẩy một số chất khoáng vào nội bào. Thì như vậy, liên quan hội chứng nuôi ăn lại là một tình trạng kém tiêu hóa hấp thu, tình trạng rối loạn nước điện giải nặng, thì sẽ dẫn đến nguy cơ rất nhiều về cân bằng nước điện giải, tình trạng thừa dịch, tình trạng suy tim cấp, tình trạng phù phổi và có thể đưa đến tử vong. Và một trong những cái biến chứng nữa là tình trạng thiếu hụt vitamin B1. B1 có vai trò rất quan trọng trong chuyển hóa năng lượng của ti thể. Và nếu thiếu B1 ở mức độ kéo dài, có thể ảnh hưởng tới đưa đến những cái biến chứng thần kinh. Liên quan tới, ví dụ chúng tôi đã có một cái ca là hội chứng vẹt ních do bệnh viện bạn. Một bệnh nhân ăn kiêng điều trị không đúng đến bệnh viện Chợ Rẫy, thì bệnh nhân khi chúng tôi chụp CT scan não ra, rõ ràng một hội chứng vẹt ních. Và cuối cùng cai máy ca đó không được và ca đó tử vong. Thì như vậy, đây là hội chứng nuôi ăn lại, thì các anh chị cần lưu ý trong vấn đề nuôi dưỡng. Đây là những đối tượng. Ví dụ bệnh nhân COVID BMI 15, ho sốt kéo dài ở nhà, chán ăn kéo dài 10 ngày chẳng hạn, hoặc bệnh nhân có sụt cân, hoặc khi các anh chị xét nghiệm nồng độ khoáng chất bị sụt giảm, thì đây là những đối tượng có nguy cơ nuôi ăn lại. Thì đây là cái cách, nếu bệnh nhân có nguy cơ nuôi ăn lại, các anh chị chỉ nuôi năng lượng ít thôi, 5 đến 10 kilocalo bạc ký ngày và trong ngày đầu, sau đó tăng dần. Nhưng nếu phosphat máu bệnh nhân vẫn thấp thì các anh chị làm hồi sức chỉ được cung cấp 50% năng lượng bệnh nhân cần thôi. Phosphat máu mà thấp mà các anh chị đưa năng lượng vào nhiều, đã có nghiên cứu làm tăng biến chứng, đặc biệt là tử vong. Thì đó là dinh dưỡng an toàn, đó là dinh dưỡng đáp ứng từng pha bệnh. Như vậy bước thứ hai, chúng ta qua chọn đường nuôi dưỡng. Thì này tôi cũng cập nhật mới cho các anh chị. Các anh chị mệt không ạ? 5:15. Dạ thầy ơi, 8:30 rồi đó. Nó nói nó cũng cố gắng rút nhanh 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 cho anh chị. Nhưng mà tôi thấy nó hay, tại chúng ta đi cơ chế nó rất là hay. Thì liên quan tới vấn đề dạ dày ruột, chúng ta điều trị bệnh nhân nặng á, thì á, có cái tỷ lệ, ví dụ như bệnh nhân mà đa khoa của các bệnh viện lớn á, tần suất mà liên quan tới kém dung nạp tiêu hóa hoặc suy chức năng dạ dày ruột, tần suất có thể lên đến 60%. Thì đây là cái cơ chế. Đối với một cái cơ chế nội môi của ruột, các anh chị thấy lớp nhầy, vi nhung mao ruột vân vân và vi khuẩn ở trong đường ruột, thì đây là sự cân bằng nội môi của liên quan tới chức năng ruột bình thường. Và khi các anh chị ăn chất xơ, các anh chị ăn rau này nọ hoặc là trái cây, thì chất xơ sẽ sản sinh ra, đặc biệt là xơ tan, sẽ sản sinh ra thành SCFA là axit béo chuỗi ngắn. Và axit béo chuỗi ngắn, 1 gram của nó cung cấp 1 kilocalo cho tế bào đại tràng. Nên tại sao nó có một cái sự liên quan, đó là người ăn rau nhiều, xơ nhiều thì giảm nguy cơ đại tràng. Ví dụ mình giải thích cơ chế không có được, nhưng ít nhiều xơ nó rất tốt tế bào niêm mạc đại tràng và hệ vi khuẩn đường ruột. Nhưng một bệnh nhân vào chấn thương bỏng hoặc liên quan tới vấn đề huyết động, bệnh nhân sốc là đã có tình trạng giảm tưới máu của ruột, thì cơ chế cân bằng này bị phá hủy. Đó là gì? Khi cơ chế cân bằng này bị phá hủy thì những cái vi khuẩn, những cái kháng nguyên
trên cái nền là niêm mạc ruột nó bị tổn thương, tại nó bị tưới máu nó giảm, cho vi nhung mao nó giảm, lớp nhầy nó giảm, vân vân, và kèm với nhu động ruột, mọi thứ nó giảm do stress bệnh lý. Thì những cái này nó sẽ thẩm lậu qua cái tế bào đại tràng và đưa đến sẽ làm gia tăng nội độc tố CRP hoặc những cái chất được gọi là, đây là những cái chất để định lượng tổn thương cái tế bào ruột. Thực sự sắp tới là tôi cũng sẽ xem xét để hỏi sinh hóa làm được những cái này hay không, để đánh giá được có tổn thương tế bào ruột trong suy chức năng dạ dày ruột cấp ở bệnh nhân nặng hay không. Và nồng độ citrulline cũng giảm. Như vậy, với tình trạng tưới máu giảm, thẩm lậu các vi khuẩn kháng nguyên và các bạch cầu, tại vì các anh chị biết hệ lympho ở ruột là chiếm đến 70% chức năng miễn dịch của cơ thể, và nó huy động các bạch cầu để tiết acetokin, cho nên một khi tình trạng suy chức năng dạ dày ruột giảm thì bệnh nhân sẽ kém dung nạp thức ăn. Bệnh nhân ít nhiều cũng sẽ có tổn thương, có thể bị liên quan tới tiêu máu mà vi thể hoặc liệt ruột. Nhưng với tình trạng mà đáp ứng viêm nặng, tình trạng nuôi ăn mà không được đặt ra sớm thì bệnh nhân có thể bị thứ phát RDS, suy chức năng gan, viêm túi mật, viêm tụy và tổn thương thận cấp. Thì với bệnh nhân giảm huyết động như vậy, nhưng đối với bệnh nhân đáp ứng viêm toàn thân còn kinh khủng nữa. Bình thường axit mật, men tụy sẽ được tiêu hóa thức ăn để chất dinh dưỡng đi vào tế bào niêm mạc ruột và đi vào hệ tĩnh mạch cửa hoặc hệ bạch huyết. Nhưng nếu có đáp ứng viêm thì tổn thương những cái tế bào niêm mạc ruột này, thì những cái chất như là men tiêu hóa hoặc là muối mật sẽ đi xuyên thấu qua tế bào niêm mạc ruột và lại làm tổn thương niêm mạc ruột. Và khi đã tổn thương và có những chất lạ thì đáp ứng viêm các bạch cầu ở đây nó sẽ tấn công và tiết ra những yếu tố tiền viêm. Thì ruột là một cơ quan là nguồn để đẩy đáp ứng viêm toàn thân nặng nề hơn. Cho nên đối với hồi sức, các khuyến nghị của châu Âu, của Mỹ, của ngoại khoa, của ERAS đều khẳng định cho quý vị đồng nghiệp hãy nuôi ăn sớm, phải đặt xong nuôi ăn trong vòng 24 tiếng. Thì có những cái lợi ích như vậy chúng ta đã nghe nhiều. Và với bệnh nhân COVID tại ICU, nếu bệnh nhân đang ECMO, bệnh nhân đã kiểm soát được huyết động, hay bệnh nhân đang phải liên quan đến hô hấp phải điều trị bằng nằm sấp, vẫn nuôi ăn qua sông được sớm. Thứ hai, bệnh nhân mà có đặt nội khí quản dĩ nhiên phải đặt sông. Nhưng nếu bệnh nhân có kém dung nạp dinh dưỡng tiêu hóa thì các anh chị dùng cái ống sông sau môn vị. Chúng ta đang có cái sông là sông mũi dạ dày, nhưng nó trôi, cái đầu nặng nó sẽ trôi qua luôn cả môn vị để nó xuống tá tràng. Đó, thì cánh hồi sức đề xuất dược mua những cái vật tư tiêu hao đó để chúng ta có dụng cụ tốt điều trị cho bệnh nhân dinh dưỡng tiêu hóa. Đây là một số chống chỉ định của dinh dưỡng qua đường tiêu hóa. Các anh chị xem xét hết thì các anh chị mới xem xét liên quan tới vấn đề dinh dưỡng tiêu hóa sớm. Thì trong ở bệnh nhân mà ICU mà COVID có chống chỉ định dinh dưỡng tiêu hóa, các anh chị thấy contraindication. Nếu huyết động chưa kiểm soát được, tưới máu tạng chưa kiểm soát được thì đừng làm, đừng nuôi tiêu hóa sớm. Hoặc cái thứ hai là trong trường hợp mà hạ oxy máu mà đe dọa tính mạng và liên quan tới toan chuyển hóa, liên quan với tăng CO2 máu rất nhiều như vậy, tình trạng giảm oxy máu nặng, cũng đừng nuôi tiêu hóa sớm. Chờ tí xíu kiểm soát huyết động cái đã. Và khi bắt đầu dinh dưỡng tiêu hóa sớm nên bằng liều thấp ở những bệnh nhân kiểm soát huyết động nhưng còn đang dùng vận mạch liều cao, thì có thể nuôi ít ít, thận trọng. Và cái nhóm thứ hai là nhóm bệnh nhân có hạ oxy máu nhưng tình trạng tương đối ổn định và có cái sự đáp ứng bù trừ trong cái khoảng cân bằng kiểm toan acidose có thể kiểm soát được, thì nuôi tối thiểu nhưng phải thận trọng. Thì với dinh dưỡng tiêu hóa tĩnh mạch, tóm lại cho các anh chị chỗ này là ưu tiên miệng. Thứ hai là đặt xong nuôi ăn, ví dụ bệnh nhân thở máy. Thứ ba là liên quan đến dinh dưỡng tĩnh mạch, nếu có chống chỉ định tiêu hóa vân vân, các anh chị đọc thêm. Tuy nhiên xin nhắc các anh chị chỗ này, ở bệnh nhân COVID, với bệnh nhân chưa vào hồi sức hay bệnh nhân chưa thở máy thì ONS là bổ sung dinh dưỡng đường miệng vẫn được ưu tiên trong guideline của châu Âu 2020.
thì ONS bổ sung dinh dưỡng đường miệng cho bất kỳ lúc nào, đó là bệnh nhân không thở máy, bệnh nhân tỉnh có thể ăn uống được, cho để bệnh nhân đạt nhu cầu dinh dưỡng. Và cái thứ hai, khi mà tư vấn dinh dưỡng thức ăn bổ sung không thể đạt, có nghĩa là cho đi các anh chị tiện nhất, tại vì vấn đề thời gian đâu mà các anh chị tư vấn cho bệnh nhân đầy đủ được. Bổ sung ONS rõ ràng rất cần, các anh chị thấy bệnh nhân sốt, ho, khó thở, nặng ngực cộng bệnh nền, đố ai ăn cho nổi. Tôi mà bị cúm tôi ăn cũng không nổi. Thì như vậy người lớn tuổi đã suy dưỡng thì chắc chắn sẽ ăn uống kém khi có nhiễm SARS-CoV-2 mà có tình trạng viêm đường hô hấp trên hoặc là viêm phổi. Và người ta có khuyến nghị có bổ sung thì quý vị đồng nghiệp đừng cho 100ml ngày ha, tối thiểu phải 400 kcal, và đạm là tối thiểu phải 30g. Tâm nói ví dụ các anh chị, ví dụ các anh chị dùng Esuplus Advan đi của Abbott, một chai là 300 kcal và 20g đạm, dễ tính. Một ly sữa Ensugol 250ml là được 10g đạm hơn và được 250 kcal. Đó, tụi này làm dinh dưỡng tụi này thuộc nhiều lắm, các sản phẩm gì thuộc nhiều lắm, tĩnh mạch cũng phải thuộc luôn. Đó, thì như vậy cung cấp cho bệnh nhân và lưu ý đánh giá sự dung nạp. Thì với bệnh nhân COVID nặng nó hơi có khác tí xíu, thì trong cái vấn đề tiêu hóa có thể từ 24 đến 46 tiếng, và hoặc là khi đặt xong nuôi ăn, khi đặt nội khí quản thì trong đó cũng nên sau đó đặt luôn cả xong nuôi ăn. Và đối với dinh dưỡng tĩnh mạch sẽ được thực hiện nếu có chống chỉ định. Có chống chỉ định hoặc là khi mà bệnh nhân đang dùng thuốc vận mạch hoặc cần hỗ trợ hô hấp với áp lực cao thì sẽ phải dùng dinh dưỡng tĩnh mạch sớm cho bệnh nhân COVID nặng. Ở đây đối với bệnh nhân COVID đó, thì nếu mà các anh chị cho bệnh nhân uống sữa rồi, ăn đường miệng rồi nhưng không đạt nhu cầu thì hãy đặt xong nuôi ăn sớm. Chỗ này xin nói các anh chị, ví dụ như điều trị bệnh nhân người Anh, bệnh nhân ổn hết rồi, trong quá trình điều trị ca đó nặng 10 ngày hay 2 tuần gì tôi mới nhớ, cần đo trợ kháng, sụp con ký cơ, viêm phổi nặng, lọc máu đủ thứ trò hết trơn á, chúng tôi đặt xong nuôi ăn, chúng tôi hỗ trợ tĩnh mạch, dinh dưỡng tĩnh mạch 14 ngày đó sụp con ký. Nhưng khi mà hồi phục, rút ống xong nuôi ăn, rút tĩnh mạch, khuyến khích ăn. À, lúc đầu ngày đầu á, báo cáo thầy Nhung và các anh chị nha, cho ăn món Việt. Tiến sĩ Tâm vào để nói với anh chàng đó, anh muốn ăn cái gì, anh thích ăn cái gì, món gì anh không ăn. Có đầu chàng nói món Việt tôi ăn được, tôi thích món phở lắm, thích gì đó. Bắt đầu làm một suất ăn theo yêu cầu. Trời ngon dữ lắm luôn mà món Việt đem lên nó hửi không, không ăn. Sau đó thấy không ổn rồi, kêu ngay một người executive chef của bếp, là bếp mà bếp đi dạy các nhà hàng 4 sao 5 sao, và anh chàng đó cấm nấu 4 sao 5 sao, nấu những món Âu theo lịch menu của chàng đòi. Thì cũng không ăn bao nhiêu hết, ăn bữa này thì bỏ bữa kia, và chỉ ăn đạt dưới 50% nhu cầu. Và các anh chị báo cáo các anh chị nha, 10 ngày bệnh nặng sụng ký, nhưng 10 ngày hồi sức không ăn mất 7 kg. Cho nên đối với hồi sức, các anh chị thấy cho uống sữa, ăn đường miệng mà nhắm trong 3 đến 7 ngày tới mà không đạt 70% năng lượng thì thôi Ali Hấp, đặt ống nuôi ăn đi. Đừng chờ, trời nó sụt cân nhanh kinh khủng. Đó, thì như vậy đặt xong nuôi ăn, hoặc nếu dinh dưỡng tiêu hóa dung nạp không tốt qua xong thì bổ sung tĩnh mạch sớm. Dinh dưỡng qua xong mũi dạ dày là tiếp cận đầu tiên. Nếu kém dung nạp dạ dày thì dùng thuốc tăng nhu động là prokinetic agent. Nếu dùng thuốc rồi cũng gì thì xin hãy nuôi ăn qua môn vị. À, công thức dinh dưỡng nên chọn như thế nào? Thì tóm lại từ các đồng thuận, các guideline trên thế giới cho bệnh nhân hồi sức, đầu tai vẫn là công thức đa phân tử, là chuỗi dài, đạm chuỗi dài, mọi cái chuẩn 1 lít, tối thiểu 1 kcal. Nhưng với bệnh nhân mà phải hạn chế dịch, ví dụ RDS thể nguy kịch hoặc RDS tăng thể nặng, bệnh nhân có tổn thương suy đa tạng,
vấn đề cần hạn chế dịch vân vân, thì các anh chị hãy chọn năng lượng cao, 1 ml 1,3 đến 1,5 kcal. Tuy nhiên bằng phương pháp cho nuôi ăn chậm liên tục 24 tiếng mới tăng dung nạp được. Chứ nếu các anh chị cho ào ào vô một cử như vậy, bệnh nhân khó dung nạp được lắm. Trong trường hợp mà liên quan tới bệnh nhân đó ca, ví dụ ghép phổi của tiến sĩ Minh gì đó, thì chúng ta có thể dùng chất tăng cường miễn dịch. Trong trường hợp có kém dung nạp thì dùng công thức peptide MCT, ví dụ Abbott có cái sữa vital đó. Bệnh nhân mà ăn vô bụng trứng trướng rồi dùng thuốc nhu động rồi không tốt gì đó, thì các anh chị chuyển sang công thức peptide MCT. Thì đây là cái công thức dinh dưỡng tiêu hóa, đây là công thức dinh dưỡng tĩnh mạch, xin nói tóm lại thôi. Với công thức dinh dưỡng tiêu hóa tâm khẳng định, gần như các sản phẩm chính thống dành cho bệnh nhân, ví dụ như sữa chính thống cho bệnh nhân, những hàng chính thống và cơ bản có nghiên cứu lâm sàng tại bệnh viện Chợ Rẫy mà xài là phải qua cái rào cản chuyên môn tâm rất là khó. Và khẳng định các anh chị, những sản phẩm đó gần như sẽ không chứa hoàn toàn omega 6. Tại vì omega 6 đang là Mỹ và châu Âu không khuyến nghị lipid chứa hoàn toàn dầu nành, là ảnh hưởng tới vấn đề đáp ứng viêm của bệnh nhân. Và nó là bất lợi cho những bệnh nhân có đáp ứng viêm hệ thống, hoặc ví dụ như bệnh nhân có nhiễm khuẩn huyết v.v. thì chống không được xài. Chế độ ăn của bệnh viện không nên dùng dầu nành cho bệnh nhân ICU. Nhưng với dinh dưỡng tĩnh mạch thì các anh chị cũng không nên xài những nhũ dịch béo chứa hoàn toàn omega 6 là nguồn từ dầu nành. Tóm lại như vậy cho các anh chị. Và trong cái dinh dưỡng qua sông mà ứng dụng như thế nào thì rõ ràng tôi biết là các anh chị làm cũng chắc cũng tương đối đã bài bản. Nhưng tuy nhiên sẽ lưu ý chỗ này, đó là sẽ có những cái giai đoạn bệnh nhân tự nhiên bị ngưng nuôi ăn do bằng thủ thuật gì đó, rồi hút đạm rồi đó này nọ, thì coi chừng bệnh nhân sẽ thiếu hụt dinh dưỡng, bác sĩ y lệnh được, nhưng cung cấp bệnh nhân nẻo có một cái khoảng trống thiếu hụt thì các anh chị cần thận trọng để tránh nuôi dưỡng thiếu người bệnh. Cuối cùng là theo dõi và đánh giá lại, thì cái này khá quen cho mọi người. Đó là gì? Hằng ngày phải coi theo dõi dung nạp dinh dưỡng tiêu hóa. Liên quan đến mặt cân nặng mà theo dõi hằng ngày đó là liên quan cân bằng dịch thôi. Nhưng nếu đánh giá cân nặng lại có thể mỗi 3 ngày hoặc 7 ngày. Rồi liên quan đến đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng SCA ban đầu. Tuy nhiên bằng các nghiên cứu không ai dùng nghiên cứu mà đánh giá chủ quan mà để liên quan tới đánh giá hiệu quả trong nghiên cứu hết. Và những cái xét nghiệm rõ ràng cả một bức tranh tổng thể và lâm sàng về sinh hóa trên dinh dưỡng và trên bệnh lý xét toàn diện thì mới ra. Ban đầu theo dõi để điều chỉnh công thức dinh dưỡng hoặc chế độ dinh dưỡng theo diễn tiến của bệnh nhân nặng. Thì chia sẻ các anh chị thôi, ví dụ như bệnh nhân người Anh. Dinh dưỡng trong giai đoạn đầu chúng tôi dùng sữa nuôi ăn bệnh nhân, trong giai đoạn bệnh nhân đang nằm ở tuyến bạn, dùng nạp, dùng thử Asure Plus Advanced đó, bệnh nhân dùng nạp. Nhưng khi qua bệnh viện tôi, tự nhiên cái chàng hỏng dùng nạp, bụng chướng lên, rồi điều trị được thời gian cứ chướng lên là tiêu chảy suốt luôn. Có những giai đoạn bụng rất là chướng, phải ngưng nuôi ăn 2-3 ngày, nhưng sau đó tự nhiên cái lại men tụy gia tăng, amylase lipa tăng, và nguyên nhân không biết tại đâu, bụng cũng chướng. Thì nếu không theo dõi và đánh giá cùng với bác sĩ hồi sức mà cứ ào ào sữa đâu có được. Như vậy ca đó bản thân tôi lại phải làm một công thức súp xay riêng nương theo chức năng dạ dày ruột và tụy của bệnh nhân. Anh chàng lại dùng nạp, bụng hết bớt chướng dần, đi tiêu bình thường. Cho nên là vấn đề các anh chị cần phối hợp dinh dưỡng phải nói là rất là có lợi cho các anh chị, tại vì các anh chị không thể nào có được một cái kiến thức đầy đủ về dinh dưỡng như chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng không thể nào có kiến thức hồi sức đầy đủ như các anh chị, và vấn đề cùng nhau để bàn bạc để ra được cái chế độ dinh dưỡng hoặc công thức dinh dưỡng tốt nhất cho người bệnh có thể. Thì như vậy bài của tôi về dinh dưỡng cho bệnh nhân đã kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và cảm ơn mọi người đã cố gắng hồi tới giờ này. Và cảm ơn các bạn bên đầu cầu. Giờ còn có 70. Dạ, cảm ơn thầy Nhung ạ. Vâng, rất là cảm ơn cô Tâm. Hôm nay được ba cao viên rất là nhiệt tình. Phải nói rằng một cái lượng kiến thức phải nói hết sức là giàu.
và cực kỳ là tôi phải nói là như là chúng ta được nghe trong nhà hát. Giờ phút này mà chúng ta vẫn còn đông người như thế này thì rất là tốt. Tôi cũng hoan nghênh một số bác sĩ lâm sàng đã đến đây có mặt. Khoa dinh dưỡng thì có đủ không? Bây giờ vẫn còn đủ không? Hả? Khoa dinh dưỡng giơ tay cho nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6 à, tốt lắm, rất tốt. Ừ. Rất là hoan nghênh nhá. Thời gian chắc là cũng tôi rất xin lỗi với trách nhiệm là chủ tọa, theo tiếng Anh gọi là timekeeper, người giữ thời gian. Nhưng mà hôm nay thực sự là cái value rất là lớn. Tôi hết sức cảm ơn cô Tâm, thầy Minh, cô Hà. Những người đem tâm huyết của mình. Tôi vừa nhận được mấy cái thông tin của các bạn ở bệnh viện, ở lãnh đạo. Và nếu như chúng ta chuyển đổi thực sự là dinh dưỡng trị liệu, thì bệnh viện sẽ giảm cái tiền mà bảo hiểm y tế phải chi trả xuống. Nếu chúng ta dùng đường dinh dưỡng tĩnh mạch, đây bằng chứng cụ thể, nếu như cung cấp dinh dưỡng tĩnh mạch trên 1 ml, số lượng là ít, nếu đường tiêu hóa là gấp nhiều lần, rẻ tiền. Đấy, đơn giản thế thôi, hết sức là đơn giản. Cho nên hôm nay có thể nói rằng đây là vừa là một cái tổng quát tổ chức một cái dinh dưỡng trong bệnh viện như thế nào. Cái thứ hai là nếu phẫu thuật thì thước đo là hồi phục sau phẫu thuật. Trong đấy dinh dưỡng, đấy thầy Minh đã trình bày. Cái bảng đầu tiên ấy, Bệnh viện Phổi Trung ương nên học theo Bệnh viện Chợ Rẫy. Chúng ta hoàn toàn đủ điều kiện để làm được cái việc đấy. Tôi nhìn thấy đây toàn là khả thi cả. Chả nhẽ bây giờ tôi lại xuống làm trưởng khoa dinh dưỡng. Mà ông không làm được thì không có bằng về dinh dưỡng. Đấy. Cho nên tôi có nhiệm vụ làm cho dinh dưỡng tỏa sáng như lúc đầu tôi nói đấy. Thấy rất nhiều cánh tay giơ lên. Tôi nghĩ là các bạn dinh dưỡng sẽ tự hào về nghề nghiệp của mình. Tôi sẽ làm cho các bạn cảm thấy rằng mình yêu thích là hoàn toàn có lý do chính đáng. Đóng góp cho người khác. Mình cảm thấy là người có giá trị. Cái đấy là quan trọng. Tại sao chúng ta mình sống ở trên đời này làm gì? Tại sao chúng ta sinh ra? Tại sao chúng ta lại giỏi giang như thế mà lại không làm được? Đúng không ạ? Đấy là những điểm mà tôi nghĩ rằng là thu nhận được. Sau đó chúng ta đã biết rằng là cái chuyên ngành chúng ta có rất nhiều những thứ. Và ngay như cái bài cuối cùng dài như thế nhưng mà rất hay. Những cơ chế, tôi nói đơn thuần chỉ một ví dụ thôi. Ông một thở máy, ông quên mất dinh dưỡng để tiêu hóa. Toàn bộ hệ tiêu hóa nó thoái hóa rất nhanh. Nhu mô, nhung mao của niêm mạc ruột ấy, thoái hóa rất nhanh. Và nó nhanh như thế thì cái hàng rào bảo vệ của cơ thể sẽ bị phá hủy. Bây giờ vi khuẩn đường ruột thậm chí thâm xâm nhập vào trong máu. Đấy. Thế cho nên là đảm bảo cho cái hệ thống đường tiêu hóa của chúng ta hoạt động ở những cái đơn vị ICU, hồi sức tích cực. Tôi đến đơn thuần có như thế thôi. Còn đây biết bao nhiêu kiến thức là công thức. Hôm nay tôi rất tiếc là bác sĩ lâm sàng của Bệnh viện Phổi Trung ương chưa biết được cái điều này. Và điều này thì tôi bắt buộc các bạn phải biết. Chứ còn đừng nói chuyện là thích hay không thích nữa. Đấy. Tuần tới tôi sẽ yêu cầu. Và cái việc này tôi thấy tổ chức đây rất rõ. Bệnh nhân suy dưỡng nhẹ, bác sĩ điều trị kê đơn về dinh dưỡng. Chứ không phải mấy ông dinh dưỡng đến. Mấy ông dinh dưỡng này chỉ làm nhiệm vụ cái việc là nặng và những trường hợp phải chuẩn bị rất chú đáo, như là ghép phổi, như là những trường hợp đại đau phải làm, những trường hợp phẫu thuật lớn thì bây giờ những ông dinh dưỡng làm. Cho nên tôi không cho khoa dinh dưỡng thêm người nữa đâu. Bệnh viện Chợ Rẫy số giường rất nhiều và chỉ có 9 người. Đây tôi tính chỗ này thế là cũng khá rồi. Diện tích chỗ này so với bệnh viện Chợ Rẫy gấp đôi lần rồi. Mà sáng sủa thì không chỗ nào bằng. Tôi nói là toàn bộ đây phòng giám đốc còn tối này. Đó còn rất đơn giản chỗ này. Tôi nói là như vậy thì tại sao mình lại không bừng sáng được? Đấy tôi muốn
muốn muốn trao đổi thêm một chút nữa để cho tất cả các em. Bây giờ ngồi đây thì tất cả các em rồi. Bây giờ mình không phải lo gọi ai là anh với là chị nữa. Đấy. Thế thì chúng ta phải có một cái hoài bão, phải có một khát vọng. Và Bệnh viện Phổi Trung ương thì có rất nhiều những cái để phải chinh phục. Trong đó dinh dưỡng sẽ phải đồng hành với chúng tôi thì mới có thể làm được. Giống như vận hành một bệnh viện đấy, thì cái hồi sức tích cực là cơ bản. Nếu hồi sức tích cực không có mạnh thì sẽ không thể làm được những kỹ thuật gì lớn cả. Không thể chinh phục đỉnh cao được. Thế giờ mà hồi sức tích cực lại không có dinh dưỡng thì cũng không thể hoàn thịnh được. Đấy, mấy bạn, tôi rất hoan nghênh các bạn điều dưỡng đến đây tham dự và rất nhiệt tình từ đầu đến giờ. Các bạn sẽ sử dụng cái công cụ này một cách tốt nhất. Làm sao phần mềm của mình đo đạc cái đánh giá về dinh dưỡng ấy, nó không tự động như thế này này. Không biết là mình làm phần mềm trong đấy rồi xong có tặng cho Bệnh viện Phổi Trung ương không? Phải share chứ. Sharing nhé. À đấy à, nhưng đã tặng chưa? Thế thì lần đầu tiên sẽ tặng Bệnh viện Phổi Trung ương. À, giám đốc ở đây rồi, bạn trí thức thì tôi sẽ trao đổi. Đấy. Nếu bạn trí thức không nghe tôi sẽ bảo anh Sơn. Nó sẽ từng cấp một. À, chúng ta mà cho đi thì nó sẽ còn mãi. Khi mà chúng ta cho đi thì cái của chúng ta nó sẽ tốt lên. Nó tự dưng nó như thế thôi. Khi mà bạn đã dùng cho tất cả những kiến thức của nhiều của Trung ương, chúng tôi đấy tại sao cái ECO này, tất cả mọi hội thảo đấy đều được truyền khắp cả nước. Có những cái mà hơn 200 đầu cầu đấy, để mà có thể tiếp cận. Như vậy là cái này trong đạo Phật đấy, thì đấy cũng là một hình thức tạo phúc. Truyền tải những kiến thức của mình cho người khác mà người khác có kiến thức đấy để có lợi cho người khác. Thì đấy là những cái điểm mà tôi nghĩ rằng là chúng ta chia sẻ. Thế giờ người kết luận Tham Keeper này còn kéo nói dài hơn nữa thì chắc không tiện. Chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Và điều mà tôi muốn nói nữa là ngọn lửa của chúng ta sẽ còn phải mãi. Hôm nay mới chỉ bắt đầu thôi. Câu chuyện hôm nay mới chỉ bắt đầu. Những kiến thức ở trong cuốn sách này cũng phải nghiền ngẫm. Nghe thế này mới chỉ là tôi thì rất là say mê. Thế nhưng mà cụ thể làm như thế nào không phải hôm nay làm được. Cho nên tôi đề nghị khoa dinh dưỡng tự các bạn đã học, tự học, nghiên cứu, tự nghiên cứu, trao đổi, tự trao đổi lẫn nhau ở trong cái môi trường này. Các bạn làm thế nào để có thể mỗi một bạn dinh dưỡng, dù là điều dưỡng ở khoa dinh dưỡng hay là bác sĩ học dự phòng hay là bác sĩ về dinh dưỡng, tiến sĩ về dinh dưỡng, chúng ta cũng không thể nào mà kiến thức nó rất là bao la. Các bạn sẽ tự trao đổi mỗi bạn một chuyên đề. Làm thế nào để cho cái phần dinh dưỡng chúng ta thật tốt. Tôi có trách nhiệm truyền tải những hoài bão của các bạn, khát vọng của bạn đến tập thể bác sĩ lâm sàng. Đấy là nhiệm vụ của tôi. Thì điều đó tôi nghĩ rằng sẽ thành công mà phải sớm. Nếu chúng ta biết rằng việc đó là cần thiết mà lại để sang năm mới làm ấy, thì từ giờ cho đến cuối năm bệnh nhân vào đây là không được hưởng. Người ta không được hưởng trong khi mình biết thì điều đấy là mình sẽ có lỗi. Mà nói theo Đại Phật gọi là mất phúc ở những cái chỗ đấy. Tôi xin hứa các bạn sẽ làm được tốt như thế. Xin cảm ơn cô Tâm, thầy Minh đã đến đây cả một buổi chiều và nói một cách nhiệt tình như thế, say sưa như thế. Cảm thấy rất là thích. Nói mà cái này nó dài, nó là cơ chế mà cảm thấy rất là có lợi, rất là thích. Mặc dù là thời gian nó kéo dài chúng ta vẫn có thể làm được. Cho nên cô Tâm nói là không phải là một buổi, có thể ba buổi. Sau này dinh dưỡng chuyên ngành, đây chưa phải là chuyên ngành. Đây chưa gọi là chuyên ngành. Chuyên ngành của tôi là dinh dưỡng cho bệnh nhân lao. Như thế nào? Điều trị nó tại sao lại có gọi là dinh dưỡng trị liệu mà lại là miễn dịch? Đúng không? Tại sao lại có cái từ đấy? Thế thì cái miễn dịch của nó nằm trong chỗ đó là cái gì? Nhiều thứ lắm, bây giờ mà tôi nói có khi mất một tiếng. Thế thôi, ta kết thúc ở đây. Chúc sức khỏe, chúc hoài bão và chúc thành công. Xin cảm ơn. Đề nghị mọi người đến đây chụp một kiểu ảnh. Đấy, mình vẫn phải có cái milestone đây.
mà nghe bài của anh vào đấy rất là ấn tượng. Đấy, mời các bạn ở đây. Làm một cái hội thảo có khẩu trang mới đặc biệt. Rồi, lên lên đi. Bạn này cũng linh dưỡng này. Cảm ơn. Đứng vào đây. Đâu, mấy bạn ngoài kia lên chụp ảnh. Lên đây. Tất cả lên đây. Mời các bạn ở đây, sang đây. À, làm một kiểu khẩu trang, một kiểu bỏ khẩu trang. Kiểu thứ nhất là bỏ là khẩu trang. Một kiểu đeo đi ạ. Cháu cứ chụp cái đấy lên xe đấy cũng là gì đấy. Không, thầy có tuổi thì đứng như này. Các em trẻ như này mày kéo tao đưa tao lên đấy. Này, thông hiệu kém. Nào, bây giờ cá bỏ khẩu trang. Đúng rồi, không được đeo nó cầm. Rồi, tuyệt vời. Hồi chức năng rồi.